Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin nghi án Thenma, quan Việt Nam ăn vặt chỉ 5,4 tỷ đồng. Các chuyên gia về chính sách chống tham nhũng của Nhật Bản nói với đài BBC tại London rằng Nhật Bản những năm gần đây đã trở nên chủ động hơn trong điều tra cáo buộc các vụ hối lộ ở hải ngoại. Bình luận được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Nhật Bản nói một công ty Nhật tên là Thenma ở Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng là 25 triệu yên cho một số cán bộ công chức của Việt Nam. Bình luận một sự việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam, ông Đinh Tiến Dũng nói rằng nếu có việc nhận hối lộ thì đây là hành vi ăn vặt và sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Cách dùng từ ngữ tượng hình ăn vặt đã khiến cho cư dân mạng xôn xao và bình phẩm. Vì 25 triệu yên Nhật tương đương tới 5,4 tỷ đồng Việt Nam cũng không phải là con số nhỏ. Đây là hình ảnh trụ sở của công ty Thenma Việt Nam tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thủ tướng Chính phủ của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra sau khi báo của Nhật tường thuật công ty sản xuất nhựa Thenma đặt trụ sở ở Tokyo đã tự nguyện báo với công tố viên quận Tokyo rằng Thenma Việt Nam đã hối lộ hai lần cho một số cán bộ hải quan và ngành thuế Bắc Ninh để được giảm thuế. Enji Omada, giáo sư ở Đại học Doshiha, Kyoto nói với đài BBC rằng vụ Thenma chưa được đăng tải nổi bật trên báo chí Nhật. Ông nhận xét, trong quá khứ, Nhật Bản đã không tỏ ra chủ động khởi tố các cáo buộc hối lộ ở nước ngoài, mặc dù Nhật là thành viên hiệp ước chống hối lộ của nhóm OECD. Nhóm theo dõi chống hối lộ của OECD từng bày tỏ không hài lòng về thiếu nỗ lực của chính phủ Nhật Bản khi thực hiện hiệp định nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, gần đây hơn, chính phủ nhận thức về tầm quan trọng của các vụ tham ô ở hải ngoại của công ty Nhật Bản, đặc biệt sau khi Mỹ và Anh có luật rất nghiêm chống hối lộ ở nước ngoài. Tại Nhật Bản, kể từ tháng 6 năm 2018, những người bị tố cáo ở một số tội danh, trong đó có tội hối lộ, lần đầu tiên có thể đạt được thỏa thuận thương lượng với công tố. Có nghĩa là họ có thể nhận định hình phạt nhẹ hơn hoặc không bị phạt nếu họ tiết lộ thông tin dùng để khởi tố những người khác. Tháng 7 năm 2018, Mitsubishi Hitachi Power Systems (ECD) nói họ đã đạt được thỏa thuận thương lượng trong vụ hối lộ liên quan dự án nhà máy ở Thái Lan. Đây là lần đầu tiên có thỏa thuận như thế từ khi Nhật đưa ra hệ thống mới này. Matthew Carson, giáo sư tại Đại học Vermont, Hoa Kỳ, nói với đài BBC rằng thực tế Nhật rất ít khi khởi tố về tội hối lộ ở hải ngoại. Công tố viên ở Nhật Bản, theo truyền thống, chỉ tập trung vào những vụ tham ô lớn, những vụ mà họ có thể kết tội. Tại Nhật Bản, từ sau năm 1945, có rất ít bê bối dính líu đến hối lộ ở hải ngoại. Và thực tế, từ khi Nhật Bản đưa tội nhận hối lộ hải ngoại vào luật chống cạnh tranh bất công vào năm 1998, đã chỉ có 5 vụ khởi tố hối lộ ở hải ngoại, tính đến cuối năm 2019. Nhưng trong vụ này thì đã có 2 vụ liên quan tới Việt Nam. Đây là hình ảnh 4 cựu lãnh đạo của PCI bị bắt giữ và khởi tố vì tội hối lộ một quan chức Việt Nam để trúng thầu dự án xây dựng đại lộ Đông Tây, thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ liên quan phát hiện công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương PCI đã hối lộ tổng cộng 820.000 đô la để được tham gia dự án giao thông có vốn vay của Nhật Bản ở thành phố Hồ Chí Minh. Tòa quận Tokyo đã phạt 4 nhân viên của PCI án tù từ 1 năm rưỡi tới 2 năm rưỡi hồi năm 2009. PCI đã khai rằng người nhận hối lộ là ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Ban Quản lý PMU Đông Tây. Ngày 12 tháng 11 năm 2008, 4 cựu lãnh đạo của PCI ở Nhật Bản đã nhận tội trong vụ mà bên công tố nói họ hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ hơn 2,4 triệu đô la Mỹ. 2 tuần sau khi 4 quan chức PCI phía Nhật Bản bị bắt và được báo chí Nhật Bản loan tin rộng rãi, báo chí Việt Nam vẫn im lìm. Đồng thời, báo chí nước ngoài lại loan tin một thứ trưởng ngoại giao của Việt Nam đã yêu cầu phía Nhật Bản can thiệp để báo chí Nhật ngừng đăng tin về vụ PCI trong lúc việc điều tra đang diễn ra. Việc này đã gây bất bình thêm trong công luận của Nhật Bản vì ở nước Nhật có quyền tự do báo chí. Chính phủ Nhật Bản không có quyết định, định hướng hoặc ngăn chặn cấm báo chí và người dân Nhật Bản trông chờ một lời giải thích đúng đắn và tích cực từ phía Việt Nam. 5 tháng sau khi vụ PCI vỡ lở tại Nhật Bản, ông Huỳnh Ngọc Sĩ,
người được nêu đích danh là nhận hối lộ vẫn tại vị. Ông Nguyễn Thành Tài, khi ấy là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng phía Nhật cần đưa ra bằng chứng rồi sẽ tiến hành xét xử, chứ không thể nói chung chung. Sau khi phía Nhật chuyển 3.000 trang tài liệu quy kết, ông Sĩ nhận 2,4 triệu đô la và Tòa án Việt Nam khởi tố vụ án, thì cuối cùng cơ quan điều tra chỉ có được bằng chứng rằng ông Sĩ nhận 262.000 đô la. Và đến ngày 18 tháng 1 năm 2010, tòa tuyên án ông Sĩ tù chung thân với hai tội danh. Đây là hình ảnh ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án PMU Đông Tây. Trước tòa, ông Sĩ vẫn kêu oan, không thừa nhận tội hối lộ. Một vụ án khác là vào tháng 2 năm 2015, khi tòa án ở Tokyo xử vụ công ty tư vấn đường sắt Japan Transporter đã hối lộ tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Ba cựu lãnh đạo của JTC bị phạt tù từ 2 đến 3 năm và JTC bị phạt 90 triệu yên. Giáo sư Matthew Carsten, đồng tác giả một cuốn sách về tham nhũng chính trị tại Nhật Bản, nói ở Nhật có khoảng cách khó phân biệt về định nghĩa hối lộ và quà tặng. Trong vụ Tenma được báo chí đưa tin, số tiền hối lộ có vẻ không lớn. Có thể công ty này đã tìm cách biện hộ rằng việc trả tiền là cần thiết và rằng đó là hành vi kinh doanh phổ biến. Theo giáo sư Matthew Carsten, công tố viên Nhật Bản sẽ quan tâm điều tra về bản chất khoản tiền hối lộ và sự liên hệ giữa tiền với cán bộ thuế ở Việt Nam. Họ sẽ tìm cách xác minh công ty Nhật làm gì với việc trả tiền và tìm bằng chứng là nói vi phạm luật. Trong khi đó, giáo sư Ernst Omeda nói nhiều công ty Nhật làm ăn ở nước ngoài hiện nay đưa chính sách chống hối lộ vào cơ chế quản trị công ty. Tôi tin rằng Tenma cũng có chính sách này vì họ có trên sàn chứng khoán của Tokyo, nên phải có trách nhiệm trình chính sách này cho cổ đông. Giáo sư Ayo Omada, một chuyên gia về chính sách chống tham nhũng của Nhật, nói tại Nhật Bản công chúng thường quan tâm hơn và bê bối sử dụng tiền viện trợ ODA vì đó là tiền của người Nhật Bản đóng thuế. Trong khi đó, sự quan tâm ít hơn dành cho các công ty tư nhân vì có nhận thức rằng thiệt hại gì thì cũng chỉ là tiền tư nhân. Đây là hình ảnh hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn là một dự án từ nguồn vốn của ODA. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2008, Nhật Bản tuyên bố tạm dừng cung cấp vốn ODA cho Việt Nam vì sức ép của công luận Nhật Bản sau vụ ông Huỳnh Ngọc Sĩ nhận hối lộ 2,4 triệu đô la của PCI. Giáo sư Enjo Yamada nói, khi chính phủ Nhật Bản tạm thời dừng cung cấp ODA cho tới khi chính phủ Việt Nam bày tỏ lập trường cứng rắn chống tham nhũng. Vì thế, tôi đoán lần này chính phủ Việt Nam sẽ có các biện pháp chống tham nhũng nghiêm khắc hơn cả với người cho và người nhận. Trong vụ Tenmada, giáo sư Matthew Carsten cho rằng hình phạt tại Nhật Bản vừa phải nếu công ty này đã tự nguyện trình báo cho công tố viên ở Tokyo. Và nếu họ đã thừa nhận một số cáo buộc, tôi không nghĩ là hình phạt sẽ nặng. Và trong các vụ bê bối, tham ô lớn thường thì họ áp dụng án tù treo và phạt tiền. Đến nay, bê bối của vụ này có vẻ tương đối nhỏ và những người liên quan đang hợp tác với cuộc điều tra. Theo luật hiện hành tại Nhật Bản, công dân Nhật hối lộ viên chức nước ngoài có thể bị tù tối đa 5 năm và tiền phạt tối đa 5 triệu yên. Trả lời phỏng vấn của đài BBC London qua điện thoại, giáo sư Trần Văn Thọ từ Tokyo nói, nghi án cán bộ Việt Nam nhận hối lộ 25 triệu yên của công ty Nhật Bản Tenma Việt Nam là việc xảy ra, nếu có là đáng tiếc. Đây là hình ảnh ba bị cáo trong vụ hối lộ triệu đô AVG Mobifone gồm Phạm Nhật Vũ, Trương Minh Tuấn và Nguyễn Bắc Son. Ông này cũng nói tiếp, nhưng nếu phanh phui được ra thì nó là tin mà tôi cho là tích cực đối với Việt Nam. Những việc tham nhũng vòi vĩnh thì ta cũng thấy nhiều lắm rồi, xảy ra cả với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Công ty Tenma nếu so với ở Việt Nam thì cũng là lớn, nhưng nếu so với các tập đoàn như Toyota, Hitachi thì chỉ là một công ty rất nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ nên mới dễ bị vòi vĩnh và có thể họ xem đó là phí tổn để tiếp tục được duy trì kinh doanh. Còn đối với các công ty lớn thì việc tôn trọng pháp luật, giữ uy tín, thanh danh của công ty là quan trọng nhất. Giáo sư Trần Văn Thọ đã nói như vậy. Và Thủ tướng của Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra thông tin về vụ Tenma. Giáo sư Trần Văn Thọ, một thành viên của Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Việt Nam, nói rằng chính việc Chính phủ Việt Nam khi biết tin đã quyết định tiến hành điều tra nghiêm túc là việc làm, là điều tốt, đáng hoan nghênh. Nếu không có các vấn đề về nhũng nhiễu doanh nghiệp
nói chung và doanh nghiệp nước ngoài nói riêng, thì các dự án đầu tư của họ sẽ có hiệu quả hơn. Họ không phải mất thì giờ và chi phí cho việc tiêu cực, và doanh nghiệp có chất lượng cao từ nước ngoài sẽ đến nhiều hơn. Giáo sư Thọ đã nói thêm như vậy. Và cũng hôm 26 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam nói phía Việt Nam đang phối hợp với phía Nhật để điều tra nghi vấn về vụ việc này. Nhật là nơi xuất phát nguồn gốc thông tin của vụ việc, mình phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm. Đại tướng Tô Lâm đã nói như vậy. Và lãnh đạo Tenma Việt Nam khai báo với giới công tố Nhật rằng đã đề xuất và được sự chấp thuận từ phía chủ tịch công ty để đi hối lộ cơ quan hải quan Bắc Ninh để được miễn giảm khoản truy thu thuế giá trị gia tăng với vật liệu thô nhập khẩu, cũng như giảm phí cho những khoản thu không được hưởng ưu đãi thuế, truyền thông Nhật đã đưa tin như vậy. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bên phải và Chánh án Tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình tại kỳ họp Quốc hội vào ngày 20 tháng 5 năm 2020. Báo Tiền Phong dẫn lời Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh nói, làm gì có chuyện hải quan đi lấy mấy tỷ đồng để bỏ qua cho việc truy thu thuế gần 400 tỷ đồng. Ông Trần Thành Tô đã nói như vậy. Và doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Tenma nói riêng, từ trước tới nay luôn chấp hành tốt pháp luật về thuế, hải quan. Trong khi đó, ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết, phía Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với nhân viên kế toán của Tenma Việt Nam và người này khẳng định không có việc đó. Hiện nay, Tổng Giám đốc của công ty Tenma chưa sang Việt Nam làm việc nên chưa thể xác định rõ thông tin này. Các cơ quan chức năng Bắc Ninh chưa nhận được bất cứ thông tin chính thức từ phía cơ quan chức năng Nhật Bản ngoài báo chí. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc với Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Hải quan Bắc Ninh, cũng đã báo cáo toàn bộ nội dung sự việc với Bộ Tài chính, ông Tổng nói thêm. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan vừa quyết định đình chỉ hàng loạt lãnh đạo cán bộ hải quan thuế dính nghi án nhận hối lộ 25 triệu yên, tức là 5,4 tỷ đồng Việt Nam, của một doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Ninh. Tin cho hay, ông Phạm Đức Thường, nguyên phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh, là người đã ký quyết định kiểm tra thuế với công ty Tenma Việt Nam đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Ông Thường, nguyên là phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh, đầu tháng 5 năm 2020 vừa được Tổng cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng vụ dự toán thu thuế Tổng cục Thuế. Cũng vào đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu lập ngay đoàn thanh tra giới chức thuế và hải quan để xác minh thông tin và nói nếu có việc nhận hối lộ thì đây là một hành vi ăn vặt và sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020 với bản tin nghi án Tenma, quan Việt Nam ăn vặt 5,4 tỷ đồng. Các bạn hãy theo dõi video này và để lại những bình luận cũng như truyền tải những thông tin cho nhiều người biết. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de